Sunview xe số 5 còn bé. Còn chị. Vào lại live mới giúp em cả nhà ơi. Cả nhà vào lại live mới giúp em nha. Facebook bây giờ là đang quét tương tác rất là nhiều các chị nha. Đang quét tương tác rất là nhiều là em like tầm khoảng nữa 30 phút là tự động bị băng ra. Nên là các chị thấy mà 30 phút mà không thấy em nữa mà hỏi em không trả lời thì vào lại cái live mới nha các chị. Facebook đang quét rất là nhiều. Live 30 phút bị văng ra. Phải giờ chưa được 30 phút nữa. Ừ, lại chút xíu cái nó nhăn ra vậy đó, biết nó làm sao. Các chị vào lại live mới giúp em nha, vào lại live mới. Ngày mai chắc like lên YouTube quá mấy cha. Ngày mai mấy chị qua YouTube mấy chị tìm em nha. Like trên YouTube rồi like trên TikTok. Chị Thảo Nguyễn đặt 10 ký lạp xưởng hồ lô. Ok, chị Thảo Nguyễn 10 ký lạp xưởng hồ lô. Cảm ơn chị đẹp. Chị mua tặng đúng không? Để em dặn lò. Để em dặn lò làm gọi là ngon ngon hơn tí xíu cho chị. Để chị tặng nhớ nha. Làm đặc biệt hơn xíu. Rồi. Màu em đang mặc là màu cà phê sữa nha các chị. Bộ ấm rộng dài nha. Bộ ấm rộng dài. Facebook á chị, Facebook đang quét tương tác. Đang quét tương tác. Chưa giờ em like cứ 30 phút, chưa tới 30 phút là cứ bị văng ra, 30 phút bị văng ra mạng. Với lại mạng nó bị cái gì vậy sao. Rồi. Màu em đang mặc cà phê sữa nha. Các chị có cần em lên lại cái mẫu này nữa không? Không thì em qua mẫu thiêu công cho các chị nha. Để chị giá sỉ nhé. Em bớt được cho chị là em bớt nha chứ ơi. Ok. Nha, để giá sỉ cho. 10 ký là được giá sỉ rồi đó. Muôn lượt 10 ký là được giá sỉ rồi đó các chị. Rồi cả nhà mình ơi, chốt em màu này màu cà phê sữa nha. Rồi em qua cái mẫu ấm rộng dài này cho các chị nha. Em qua cái mẫu quần giỏ váy cho các chị nha. Qua mẫu quần giỏ váy. Bộ quần giả váy thiêu công này là 190 các chị, 190 nha. Màu em đang mặc là màu xanh lý. Cái này em còn số lượng ít lắm nên là chị nào mà thích cái quần giả váy này thì cứ chị tranh thủ cái chị chốt nha. Bộ này em còn ít xỉu à. Lên với em màu này nha cả nhà ơi, màu này màu xanh lý các chị, màu xanh lý 190.000 một bộ. Rồi em đang mặc là quần giỏ váy nha. Ống nó to hơn cái quần ống rộng hồi nãy tí xíu. Rất là đẹp luôn. Bà Ba Bông em chưa có hàng chị ơi. Bà Ba Bông chắc tầm khoảng 10 ngày nữa em mới về hàng á. Em cảm ơn chị Di Thiện rất là nhiều. Trưa mai em lên thun Mỹ cho chết. Dạ từ đây tới Tết chị lấy nhiều hả? Ok em để giá sỉ cho. Lần 10 ký trở lên là được giá sỉ hết á chết. Ống rộng dài là 185.000 nha chị Thùy Dương ơi. Còn bộ giả váy em đang mặc là 190.
Bộ ống rộng màu có màu đỏ không chị? Dạ có, chị Hoa 10 giờ nhưng mà chị cho em cân nặng chiều cao của chị em coi còn size không nha. Chị Bích Thủy ơi, em nhận được 50k chuyển khoản cọc của chị rồi nha. Dạ size cho người 80kg em không có rồi chị, 80kg chị phải gọn người chị mặc mới vừa. Để làm sao em nghiên cứu em ra thêm cho cái chị size 80kg. Tại vì bây giờ em ra mới có size có 75kg mà chị size 80kg em chưa có. Rồi bộ em mặc là màu này là màu xanh lý nha. Bộ thiêu công nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Đây, công ôm bông rất là đẹp. 190 màu xanh lý, 62kg cao mét 64. Là mặc size số 3 chị. Size số 3 màu đỏ đô em hết rồi. Giờ còn 4 với 1. Đỏ đô em còn được size 4 với size 1 à. Còn mấy size còn lại là em hết trơn. Rồi chốt em màu này là màu đen thiêu đỏ cả nhà ơi. Bộ công này là lên giúp em là đen thiêu đỏ nha. Bộ em mặc thì không có màu đỏ. Bộ em mặc có màu đỏ mà hết luôn rồi. Cũng có màu đỏ luôn mà hết trơn rồi chị. Giờ chỉ còn là đen thiêu đỏ thôi. Rồi lên giúp em bộ này là đen thiêu đỏ nha các chị. Quần giả váy giúp em nha. Mình nhận đồ rồi đẹp lắm. Em cảm ơn chị Linh An An rất là nhiều. Lên giúp em là đen thiêu đỏ cả nhà. Màu này lên giúp giùm em là màu xanh rêu. Màu xanh rêu giúp em nha. Dạ tối nay em không có lên cách tân nha chị Cúc Nguyễn ơi. Chị muốn coi cách tân chị coi lại cái like hồi trưa giùm em ha. Rồi lên giúp giùm em màu này nha các chị. Chốt em màu xanh rêu. Cách tân màu bữa nay em không có lên nè. Quần giả váy thì em còn màu đỏ tươi chị, được không? Màu tươi hơn là chị lấy màu này đi, màu hồng phấn nè. Hoặc là màu cam đất. Ê, màu cam đất đẹp đó. Hãy làm chị màu cam đất đó luôn đi Nguyên. Nè chị, bộ ống rộng em có màu cam đất nè, chị lấy màu cam đất đi. Màu này cũng đẹp nữa nè. Đây, cái màu này là xuất sắc luôn. Em nhận đồ rồi, đẹp lắm chị. Em cảm ơn chị Nguyễn Thị Liễu rất là nhiều. Nè bộ ống rộng này chị lấy màu cam đất đi, cam đất size 3 em còn đó. À, cái bộ đó chị gọn người thì chị mặc size số 3, còn nếu chọn người thì chị mặc size số 4 nếu là màu đỏ đô nha. Còn màu đỏ tươi thì em có quần giả váy. Quần giả váy thiêu cổ em có màu đỏ tươi. Chốt em màu này màu hồng phấn đó chị. Màu hồng phấn rất là đẹp luôn nè. Chốt em màu hồng phấn nha. Đây. Màu hồng phấn thì ở ngoài cái chị ở trên like cái chị nhìn thấy cái thiêu nó không có rõ bằng ở ngoài đâu mấy chị. Tại em lên cái màu nó cũng nhẹ nhàng cho mấy chị à. Chị Từ Hoa là bộ quần giả váy xanh lý 195kg số 1. Ok chị Từ Hoa. Xanh lý xanh số 1 em chốt cho chị Từ Hoa. Rồi cái này em có đen thiêu xanh luôn nha cả nhà. Lên với em bộ này là đen thiêu xanh. Bộ công này là em có đen thiêu xanh với đen thiêu đỏ. Rất là đẹp. Rồi em có màu xanh coban cho các chị luôn. Chớ em màu này là màu xanh coban. Rất là đẹp các chị. Xanh coban nha các chị. Rồi em có màu cà phê sữa luôn. Cà phê sữa này hình như em còn size số 1. 1 với 3. Chớ em màu này màu cà phê sữa. Xuất sắc. Chốt em cà phê sữa nha các chị ơi, cà phê sữa. Rồi em có màu vàng luôn. Đúng rồi chị, hồi trưa em có like cách tân á. Hình như còn thiếu màu hồng rút á. Hồng rút còn C4. Đúng màu. Lên với em màu này màu vàng. Cả nhà mình lên màu vàng nha. Chốt em màu vàng. Rồi màu này là màu tím măng cục. Tím Huế nè. Chớ em màu này mà tím măng cục cả nha. Tím măng cục giúp em nha, hoặc là tím đậm đi các chị. Tím đậm hoặc tím măng cục đều ok hết. Rồi màu này chốt em là màu tím Huế. Chị Loan Trần ơi, số 1 chị lấy màu gì vậy? Em đang lên là quần giả váy thiêu công 190 bộ nha cả nhà. Rồi màu này chốt giúp em màu tím Huế cả nhà, tím Huế. Em có tím đậm rồi tím Huế. Màu cà phê sữa size số 1. Em chốt cho chị Long Trần. Màu này lên giúp giùm em là màu hồng ruốc. Hồng ruốc này em chỉ còn duy nhất size số 4 mà mấy chị. Số 4 với số 6 rồi. Rồi em còn duy nhất size số 4 mà.
có ba luôn hả? Rồi màu hồng ruốc này em còn từ size 3 với size 4, rất là đẹp luôn các chị. Chớ em màu hồng ruốc nha, hồng ruốc em đang mặc là màu xanh lý. Bỏ em mặc là quần giả váy các chị, quần giả váy nha, 190.000 một bộ, rất là đẹp. Rồi lên với em màu này, xong cái này em sẽ lên giả váy bông cho các chị nha. Rồi màu này chốt em màu hồng ruốc, em mặc màu hồng ruốc cho các chị coi. Hồng ruốc là em còn được size 3 với size 4. Rất là đẹp luôn các chị. Chốt em màu hồng ruốc các chị. Chất liệu vải thun solen nha chị ơi, thun solen và hiêu trực tiếp giúp em nha. Rồi lên với chùm em màu này là màu hồng ruốc cái chị, hồng ruốc em còn được size 3 là 55-60kg và size 4 là 60-65kg mặt dừa. Chớ em màu hồng ruốc. Rồi màu tím Huế. Chị Loan ơi em chốt cho chị rồi, em chốt cho chị ở cái like trước rồi đó, là chị được hai bộ đó, một bộ màu cà phê sữa với một bộ màu xanh riêu, bộ cũng rộng 185 á. Rồi lên với em màu này, màu tím Huế thì cái chị, tím Huế. Hồi nãy em thấy bình luận của chị ở bên live chị em bấm luôn rồi. Rồi lên với em màu này, màu tím Huế thì cái chị tím Huế, rất là đẹp luôn. Đẹp quá. Tím Huế kèm size với em đi cả nhà. Mẫu này đẹp lắm, mẫu này em còn được có vài bộ à. Nó còn lẻ size lẻ màu á. Cái tay này cái chị mặc rất là sang luôn. Lên với em màu này, màu tím Huế. Rồi màu tím đậm. Tím đậm còn được sao nóng. Tím đậm cho chị là 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3. Cái này 3. Cái cọc đó là 3 luôn. Hai cái cọc cho đó là 3. Xe 3 nè. Màu tím đậm này em còn được xe 1 với xe 3 cái chị. Tím đậm này em còn được 1 với 3 hả? Đẹp lắm luôn. Chớ em màu tím đậm nha. Tím đậm em còn được 1 với 3. Tím Huế xe số 1 mình còn đấy. Tím Huế hình như em còn được xe 2. Chị Từ Hoa ơi, chị Hoa, Từ Hoa lấy tím đậm giúp em được không? Tím Huế em hết xe 1 rồi. Tím đậm thì em còn xe 1. Tím đậm em đang mặc. Tím Huế là còn xe 2 với xe 3 với xe 6. 4 nữa. Chị Hoa 10 giờ, chị Hoa 10 giờ xe số 3. Cho em cân nặng và ở quên cho em số điện thoại chị Hoa 10 giờ ơi. Bỏ ống rộng màu cam đất xe số 3 với bộ cách tân hoa nhí xe số 3. Cho em số điện thoại nha chị. Rồi màu em đang mặc là màu tím đậm đấy chị ơi. Dạ đúng rồi, nhí xanh. Rồi em lấy cho chị bộ này nha chị. Bộ nhí xanh này 125.000 ha, size 3. Eo 82 trở lại là mặt vừa. Với lại em lấy cho chị bộ cam đất quần ống rộng. Cho em số điện thoại ạ. Một bộ là 125 với một bộ 185 là nhiêu, 210 hả? 310. 310 với phí ship 20 nữa là 330 chị. Phẩm đơn của chị là 330. Bộ ống rộng là 185 ha, bộ cách tân là 125. Tiền đồ là 310, phí ship 20 là 330. Đơn hàng này ngày mai mấy bạn nhà em sẽ gọi điện lại chốt đơn trực tiếp nha cả nhà. Rồi chốt chiếc giùm em màu này nha các chị. Màu này màu tím đậm. Đẹp lắm luôn á các chị. Tím đậm em còn nha, còn size. Rồi lên với em bộ này là đen thiêu xanh. Xanh Cuban xe số 1 em chốt cho chị Từ Hoa.
thiêu xanh. Bộ đen thiêu xanh này em còn được có size 2 nè mấy chị. Size 2 với size 5. 2, 4, 5 như đó là 4 đúng không? Ở đúng rồi, cái này 4. Cái này 5 nè. Cái này 2. 2, 4, 5. 6 là còn em đi đỏ. Đen thiêu xanh giúp em cả nhà em còn từ size 2 trở lên. Đen thiêu xanh em hết size 1 rồi. Dạ đồ kiểu này em không có lên dạ váy ngắn chị. Tại vì cái hàng này nó mắc tiền quá, em không có lên lỡ. Em lên dài thôi mà. Rồi chốt giúp em bộ này nha cả nhà. Lên với em bộ này là đen thiêu xanh nè. Em có đen thiêu xanh và đen thiêu đỏ cho mấy chị luôn. Đen thiêu đỏ thì em còn từ size 3 trở lên. Hết 1 với 2 luôn. Bộ này em không có dám ra quần ngắn. Dạ ra quần ngắn giá nó cũng xem với quần dài rồi mấy chị. Mà quần ngắn khó bán hơn quần dài nhiều lắm. À cái chị về cái chị lên like ha. Tại vì cái bộ này nó giá nó hơi cao, tiền nó hơi mắc. Em không ra lỡ. Rồi lên với em bộ này cả nhà mình. Chốt em đen thiêu đỏ. Đen thiêu đỏ giúp em nha. Rất là đẹp. 190 ngàn một bộ. Chất liệu vải Solan và hàng thiêu trực tiếp. Lên giúp em đen thiêu đỏ. Đen thiêu đỏ là em còn từ size 3 trở lên. Dạ váy lỡ thường em may cái vải nó giá nó mềm hơn ha. Rồi chốt em bộ này cả nhà màu xanh rêu. Chốt em màu xanh rêu. Đẹp quá cả nhà mình ơi. Chốt em màu xanh rêu đi các chị. Bộ em mặc là 190 nha chị ơi. Chất liệu vải Solen ha. Hàng thiêu trực tiếp giúp em. Thiêu công rất là đẹp. Chốt em màu xanh rêu. Rồi màu hồng phấn. Màu hồng phấn rất là đẹp luôn này. Chốt em màu hồng phấn. Chị mặc size số mấy? Chị Bảo Huy ơi, cho em cân nặng chiều cao đi chị. Cho em cân nặng chiều cao nghe, em báo size rồi em báo đen. Tại vì cái này em có đen thiêu xanh với đen thiêu đỏ. Cho em cân nặng chiều cao em báo size cho mình. Rồi chốt em màu hồng phấn cả nhà. Chốt em màu hồng phấn à. Lên với em màu này màu hồng phấn. 1m6 60kg là mặc size số 3. Size số 3 hiện tại em còn đen thiêu đỏ. Đen thiêu xanh em hết. Còn 190 một bộ chị ơi. Quần giỏ váy ha, chất liệu vải thun Solen giúp em. Màu này lên giúp em màu xanh coban. Chị Nguyễn Thị Ru 1m55 55kg. Nếu như mà chị gọn người nha. Gọn người, không có bụng nhiều. Và tầm khoảng 62 63 tuổi trở lại thì chị mặc size số 2 giúp em. Còn nếu như mình lớn tuổi 65 tuổi trở lên và hơi tròn người thích mặc rộng rãi thoải mái thì mình lên size 3 giùm em nha chị. Rồi chốt em màu này màu xanh coban cả nhà. Rất là đẹp luôn. Em là 1m58 em 48 kg, 48 49 kg. Em tầm khoảng 65 mấy chị. Chị Bảo Huy lấy đen thiêu đỏ size số 3 thì lên giúp em đen 3 kèm theo số điện thoại chị. Chị Hồng Nguyễn ơi, ở bên em chưa có nhận được nha chị ơi. Bên em nhận được là mấy bạn nhà em sẽ gọi điện thoại cho mình, sẽ liên hệ với mình để đổi hàng. Còn nếu mà bên em chưa gọi là bên em chưa nhận được. Rồi chốt giúp giùm em bộ này là màu xanh coban. 1m55 nặng 80kg em không có à. Chị Bảo Huy lên giúp giùm em số điện thoại chị ơi. Chị lấy thì lên giúp giùm em là đen 3.
màu em đang mặc là Coban, chị lên giúp em là Coban 3, kèm theo số điện thoại ở phía sau giùm em một lần. Đơn hàng là mấy bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn trực tiếp nha, em không có chốt đơn qua tin nhắn nha mấy chị. Các chị lên đúng mã đồ giúp em để mấy bạn nhà em dễ đối chiếu đơn hàng cho mấy chị nha. Màu em đang mặc là màu xanh Coban. Cà phê sữa thì em chỉ còn duy nhất size số 3 thôi các chị. Kèm theo giúp giùm em số điện thoại chị Bảo Huy ơi. Có số điện thoại bên em mới gọi điện chốt đơn được nha chị. Đơn này sáng mai các bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn nha các chị ơi. Bên em là xác nhận đơn gọi điện thoại trực tiếp, em không có nhắn tin nha. Chỗ em màu này là màu cà phê sữa. Cà phê sữa em còn duy nhất size số 3 và cũng có một bộ duy nhất luôn. Còn được có một bộ à. Chỗ em màu cà phê sữa. Chỗ em màu cà phê sữa à. Quên, chỗ em đang ship. Gò màu vàng cả nhà. 109 vậy. Rồi lên giúp em màu này màu vàng cả nhà. Em thấy số điện thoại của chị. Em thấy số điện thoại của chị Bảo Huy nha. Thường là buổi sáng là 8 giờ hoặc 8 rưỡi mấy bạn nhà em gọi điện nha chị ơi. Nhưng mà em không biết là cái đơn của chị nó sẽ rơi vào lúc mấy giờ gọi điện nha. Tại vì mấy bạn nhà em bắt đầu mấy bạn làm việc là 8 giờ hoặc 8 giờ rưỡi. Nhưng mà các bạn gọi dài 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 tới khi nào hết đơn thì thôi. Ok chị Bảo Huy. Ok rồi đó chị. Em lưu được cái đơn của chị rồi đó. Rồi chốt em màu vàng cả nhà ơi. Màu vàng ha. Chốt giúp giùm em là màu vàng. Rất là đẹp luôn. Thường vàng, vàng này ở ngoài nó cũng đậm chứ nó không có sáng nha các chị. Bên em không có miễn phí ship nha chị ơi. Phí ship 20.000 trên đơn. Đơn của chị 2 bộ là 380. Phí ship 20 là 400. Các chị mua từ 4 bộ trở lên với chị chuyển khoản 100% thì em miễn ship, chứ bên em thì không có miễn ship. Rồi ok. Xong một bộ quần giả váy màu, em lên cho các chị quần giả váy bông. Quần giả váy bông là chất liệu vải thun Hàn Quốc cả nhà mình nha. Thun Hàn Quốc 185.000 một bộ luôn. Bộ này em cũng thi cho các chị luôn nha. Thi bộ vàng size số 1 đó không biết. Vàng rồi. Có. Vàng một có nha chị Nguyễn Mai Mai nha. Vàng một có. Rồi em lên cho các chị một cái lô này làm mẫu quần giả váy nha các chị. Quần giả váy bông nha. Chất liệu vải thun Hàn Quốc và em cũng thêu cho các chị luôn. Cái này nó mắc thì nó mắc cái vải nha mấy chị. Cái vải em mai cho mấy chị à, là cái vải nó mắc, với lại là em mai quần giả váy là cái quần mà nó gọi là nó phá giải vô cùng luôn á. Đó là mai cái này hơi tốn vải tí xíu thôi. Rồi cái này lên giúp giùm em, mã này là mã đẹp. Lên giúp em mã này là mã đẹp giúp em. Em thêu cổ cho các chị nha. Và em thêu cái bông ở đây. Đó, em thêu những cái ô ô này là hàng thêu hết nha. Những cái bông nhỏ nhỏ nằm trong đây thì thêu hết. Bộ này size số 1 là 52kg. Bộ này size 1 là 52kg. Size 2 là 57kg, size 3 là 62kg, size 4 là 67 và size 5 là 72kg và size số 6 là cho cái chị 77-78kg. Chị đẹp nha em mặc vừa. Dạ rồi ok, chị Hoa 10 giờ ngày mai mấy bạn nhà em sẽ gọi cho chị luôn đi mấy chị. Em gọi cho chị bây giờ luôn được không? Rồi mấy bạn nhà em nhắn số tài khoản qua cho chị.
Rồi mấy bạn nhà em nhắn số tài khoản qua cho chị, rồi chị chuyển khoản xong thì nếu mà chị cho, chị chuyển khoản xong chị cho địa chỉ luôn giùm em, rồi xong mấy ngày mai mấy bạn nhà em gửi cho chị khỏi gọi. Vàng 4 em chốt cho chị Bích Thủy. Em chào chị Thanh Lê Phương. Rồi bộ em đang mặc là quần giả váy bông nha cả nhà. Bộ em đang mặc là mã đẹp. Bộ em đang mặc là mã đẹp nha cả nhà. Vậy chị cho, chị cho em xin cái địa chỉ của mình ở trên đây luôn nha chị. Em đang mặc là mã đẹp cái chị. Bộ này 185 luôn nha cả nhà ơi. Bộ em mặc 185 luôn, mã đẹp. Đẹp số 4 em chốt cho chị Thanh Lê Phương. Bộ thun Mỹ ngày mai chị Trang Linh ơi. Theo yêu cầu quá quyết liệt của mấy chế chiều mai em lên bộ thun Mỹ nha. Chiều mai em lên lại cho. Hôm bữa em ginh nó lên xong rồi em đưa nó xuống kho, rồi ngày mai em ginh lên lại, rồi em like cho mấy chị. Rồi chốt em bộ này nha cả nhà. Mã đẹp. Xuất sắc luôn. Lên cho em bộ này là bộ bông cam. Chốt em bộ này là bộ bông cam cả nhà. Vải đẹp lắm mấy chị. Vải này không dày không mỏng nha, vừa mặt tha cái gì. Coi giãn 4 chiều giúp em. Nhẹ mát. Đẹp 4 em chốt cho chị Trần Tuyết. Chốt em màu này màu đỏ đô cả nhà. Mã đồ này cái chị lên giúp em mà là mã đỏ đô giúp em ha, đỏ đô rất là đẹp luôn. Đỏ đô cả nhà mình nha. Chất liệu vải này là co giãn 4 chiều nha các chị đẹp nhà em. Mặc rất là thoải mái. Giải này là giải đẹp đó. Chị nào mà thích giải xịn lấy mấy bộ này nè. Mã đẹp với bông cam xe số 3 cho chị Bảo Huy. Đẹp 1 thì miếng hết. Đẹp 1 em hết trơn rồi chứ ơi. Đẹp 1 có 1 bộ 1 mà em chốt cho khách em hôm bữa hết trơn rồi. Số 1 45kg là mặt rộng á chị Từ Hoa ơi. Về phải chỉnh lại đó chị. Chị Nguyễn Thư ơi, chị gọn người không? Chị 58kg mà chị gọn người không? Nếu mà eo dưới 80 em lấy cho chị size số 2 thôi. Còn nếu mà eo 80 trở lên thì lấy size số 3. Chị nếu mà eo của chị dưới 80 thì lấy size 2, còn không thì lấy size 3 thôi. Ủa, chị tròn người thì lấy size 3. Đó đâu size số 4 em chốt cho chị Thanh Lê Phương. Ok chứ đẹp. À, cái bộ beo này rất là sang luôn. Chị Nguyễn Thư cao bao nhiêu em quên là chế. Tại bộ này chất liệu vải nó cũng có co giãn đó. Nếu mà chị gọn gọn người thì em lấy xe 2 thôi, còn nếu không thì lên xe 3. Cái bộ này mặc rất là sang luôn nè. Cái chị lên giúp em bộ này bộ beo nha. Lên giúp em mã này là mã beo. Mặc sang lắm á. Chốt em bộ này là beo. Mã đẹp xe số 4 còn không bác? Còn. Đẹp 4 em chốt cho chị Hồ Huỳnh. Ok chị. Lên giúp em cái này là màu hồng các chị. Lên giúp em mã này là mã hồng. Đây cái bộ này rất, rất đẹp luôn nha. Chốt em mã hồng các chị đẹp nhà em nha. Hồng. Lên giúp em mã này là mã hồng. À mua cho mẹ vậy lấy size 3 nha chứ ơi. Đẹp size 3 em chốt cho chị Nguyễn Thư. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã xanh nâu. Chốt em bộ này là bộ xanh nâu các chị. Xanh nâu nha, xanh nâu. Đẹp quá đẹp. Xanh nâu. Xanh nâu giúp em, xuất sắc luôn. Xanh nâu. 58kg là size 3 đó chứ. Hồng 3 em chốt cho chị Yến Ngô. Chị Yến Ngô ơi, thấy bộ ống rộng chưa? Hồi trưa giờ em tìm chị. Hồi trưa em gọi, em nhờ mấy em kêu mấy bạn gọi cho chị, rồi em gọi nữa. Bộ ống rộng mới về thiêu đẹp lắm chứ. Mã đẹp với mã hồng size số 3 cho chị Bảo Huy. Chị Bảo Huy hình như nãy có mã đẹp với mã bông cam rồi. Rồi giờ chị đây, chị Bảo Huy ơi, chị mua nhiều ngày mai là chị cọc giúp em nha. Cọc em mới đi đơn nha chị. Chị ok thì mình chốt nha. Hồi nãy là chị mã đẹp với mã bông cam rồi, bây giờ là chị đổi lại hay là sao, hay là chị lấy thêm mã hồng. Mã đẹp với mã bông cam hồi nãy chị có rồi nha. Hồng xe số 4 em chốt cho chị Thanh Lê Phương. Ok chứ đẹp.
Hồng size số 3 cho chị Nguyễn Thư. Mã đẹp với mã xanh nâu. Là sao chị Bảo Huy? Sao cái nào chị cũng kẹp cái mã đẹp vô vậy? Cái mã đẹp là mã em đang mặc nè. Chế, chế bỏ cái mã đẹp đi. Có nghĩa là bây giờ là chế lấy là bông cam nè. Mã đẹp nè, mã bông cam đúng không? Mã đẹp là mã em đang mặc nha. Rồi bông cam, rồi mã hồng, rồi mã xanh đúng không? Xanh nâu xanh số 3 cho chị Nguyễn Thư. Cho chị một bộ màu cà phê sữa 61kg. Chị Lê Quỳnh ơi, chị Lê Quỳnh lấy màu cà phê sữa là mẫu nào vậy chị? Mẫu thiêu công hay là mẫu ống rộng ạ? À? Mẫu thiêu công hay mẫu ống rộng, với lại là chị 61kg, chị cao bao nhiêu ạ? À? Cho em cái chị cao luôn chị. Các chị khách mới đặt nhiều vui lòng ngày mai cọc cạc giùm em. Đồng ý thì các chị chốt nha các chị ơi. Còn nếu mà không đồng ý thì ngày mai em gửi cho các chị một hoặc là hai bộ thôi, chứ em không có gửi nhiều nha. Còn khách cũ mua bên em thì ok, các chị quen rồi. Trời ơi chị Bảo Huy, nãy giờ em đọc tên chị không có, chị không có nghe em đọc cái gì hết trơn luôn hả chứ? Em trả lời cho chị ở trên đây, chị không có nghe em nói với chị, em không có nghe chị, chị không có thấy em tương tác với chị luôn hả? Ok vậy. Mẫu này lên giúp em mã tím đi cả nhà, mã tím. Mỗi một bộ đồ em lên á, mã đẹp là mã em đang mặc, rồi em lên mã bông cam. Chứ không phải là mã đẹp, mã bông cam. Chết chốt mã đẹp, mã bông cam, rồi mã đẹp, mã bông hồng, mã đẹp, mã xanh nâu là chế chốt cái nào cũng có cái mã đẹp vô chân á. Đó là em nhắc chị nãy giờ đó. Lên với em mã này là mã tím, còn thiếu bộ gì không các thầy? Em chị nói vậy là đẹp, là đẹp mẫu kia mới hết luôn này còn. Hả? Đẹp mẫu kia mới hết. Ủa đẹp mẫu kia mới hết mà mẫu này còn hả? Mã đẹp em còn size số 1 nha cả nhà ơi. Nhớ lộn qua mẫu khác. Các chị. Đẹp 1 em còn nha cả nhà. Tím size số 3 còn thôi bé Thủy. Đẹp 2 cho chị Kiều Anh Nguyễn. Tím 3 cho chị Nguyễn Thư. Tím 4 cho chị Thanh Phương Lê. Chị Cúc Nguyễn ơi, để em coi còn bộ nào không nha chị ơi. Cấp tân màu đỏ đô size số 5. Cấp tân màu đỏ đô size số 5 thì em còn cho chị là 165.000 nè. Em coi, để em coi sân ngọc với nhí trắng còn không nha chị. Chị Cúc ơi, chị được hai bộ nha, một bộ nhí trắng với lại là một bộ đỏ đô hả chị? Chị Tiến 6, em thấy chị Tiến 6 nè, Tiến 6 gì nè, bơm hàng rồi chứ nha. Chị mua thử bộ này mặc đi. Em thấy khách nhà em mặc bộ này rất là nhiều luôn rồi, rất là đẹp đó chị. Mình mua thử mình mặc đi. Em thấy mặc rất là sang và rất đẹp. Lên với em, hồi nãy chị nào hỏi em mã đẹp size số 1 nè, đẹp 1 em còn cái chị, em nhớ lộn mẫu á, cái mẫu kia mới hết. Rồi lên với em màu này màu tím nha. Chị Bảo Huy đâu rồi, chị Bảo Huy còn ở trên line không chị? Chị Tiếu Sáu ở đơn hàng của chị là từ chối nhận hàng nha. Từ chối nhận hàng ngày 25 tháng 11. Đó là em không có bán lại nữa nha chị ơi. Đơn hàng bây giờ chị nào đã bơm rồi là em quyết định em không có bán lại nữa. Chị Bảo Huy còn ở trên live không chị?
Đẹp 3 cho chị Nguyễn Vân. Đẹp 1 em chốt cho chị Thúy Quỳnh. Đồ bộ ống suông em có nha chị Mỹ Phụng ơi. Chị Bảo Huy đâu rồi? Chị Bảo Huy mua hàng sao em thấy hiu dữ vậy chế ơi? Sao mà chế mua mà em hỏi chế không trả lời mà chế chốt đơn hàng được hay không? Em đọc tên chế quá trời luôn mà chế cũng không biết chế chốt được hay không nữa, là hỏi chế đâu mất tiêu luôn rồi. Của chị Bảo Huy để riêng ra bên đi em. Để riêng qua bên đi. Nếu như mà không có chắc ăn thì chốt cho qua cho các chị khác. Chị mấy bộ luôn hồi nãy có bộ màu nữa. Đơn hàng của chị Bảo Huy ngày mai em gọi được mà không có cọc cạc em cũng không có đi đơn nha chứ. Bộ giả váy màu đỏ em có màu đỏ tươi nè chế được không? Bộ này 185.000 luôn. Bộ thiêu cổ em có màu đỏ đỏ tươi vậy nè. Chị chịu không ạ? À? Bộ này quần giả váy 185 luôn chị. Chế là khách mới, chế đặt rất là nhiều luôn mà chế đặt mà em hỏi chứ không có trả lời. Hai bộ size 5 đúng rồi đó chị Cúc Nguyễn, đẹp size 1 em chốt cho chị Ý Như. Bộ em đang mặc là 185.000 chị. Bộ em mặc là quần giả váy bông nha, chất liệu vải thun Hàn Quốc và co giãn 4 chiều giúp em luôn. Co giãn 4 chiều nha chị. Rồi chốt em bộ này chẳng hạn. Đỏ mặt tớt ok chế, bộ đó là ok rồi đó. Em lấy cho chị Hoa 10 giờ hồi nãy là size số 3 hả ta? Mét 64 nè, 62kg ok size 3. Đỏ size 3 đó. Bộ em đang mặc nha, mã đẹp. Rồi em mặc thêm cho các chị mấy bộ khác. Bộ này 185.000, chất liệu vải thun Hàn Quốc các chị, rất là đẹp. Hả? Ủa đỏ ba đây còn mà. Em coi coi nè, coi trong góc này nè. Tại vì màu đỏ cái lô này bữa mình bán còn đó. Coi kỹ. Hết trơn hả? Kỳ vậy. Rồi chế ơi, đỏ 3 em hết trơn luôn rồi. Còn đỏ 4 được không chế ơi? Đỏ 4 giờ nhấn bên vô giùm em được không chị? Chị Hoa 10 giờ. Trời ơi, chị Bảo Huy ơi, hồi nãy giờ chị hỏi khách em coi em gọi tên chị bao nhiêu lần rồi mà chị nói là không nghe em trả lời. Hồi nãy giờ chị nghe chị hỏi khách nhà em coi em gọi tên chị bao nhiêu lần, em đọc tên chị bao nhiêu lần rồi mà chị nói em không có trả lời chị. Chị mở cái lo của chị lên hết giúp giùm em coi có bao nhiêu, mở hết lóc lên giúp giùm em coi sao mà nói em không trả lời. Màu này lên giúp em màu tím cả nhà. Trời ơi, đọc tên tư vấn vấn quyết liệt như vậy đó mà nói không có trả lời. Lên giúp giùm em màu này màu tím cả nhà mình nha.